Chương trình du lịch và cuộc sống hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: nét mới của Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018, OFO Travel giới thiệu hệ thống Open Tour Paris, Festival biển Bà Rịa Vũng Tàu 2018, chọn tour online đôi điều cần biết. Hồng Hạnh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình du lịch và cuộc sống ngày hôm nay. Quý vị thân mến, đến hẹn lại lên Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh ITE lần thứ 14 năm 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 6 tháng 9 cho đến ngày 8 tháng 9 tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Sài Gòn quận 7. Đây là một sự kiện du lịch quan trọng không chỉ cho du lịch Việt Nam mà còn trở thành sự kiện quốc tế có tác động đặc biệt cho du lịch khu vực, đóng góp có trách nhiệm vào việc quảng bá, xúc tiến và thu hút khách du lịch đến Việt Nam và khu vực, đồng thời trao đổi khách du lịch với các điểm đến thân thiện, hấp dẫn trên thế giới. Cụ thể, Hội chợ du lịch quốc tế ITE 2018 sẽ mở rộng quy mô cả về số lượng lẫn chất lượng, dự kiến sẽ thu hút 375 người bán là các hãng hàng không, khách sạn và khu nghỉ dưỡng, các công ty lữ hành, các tập đoàn lớn, đại diện du lịch từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp đến từ 37 tỉnh thành của Việt Nam. Ngoài ra, Hội chợ ITE 2018 cũng sẽ thu hút trên 270 người mua quốc tế, gồm các hãng lữ hành outbound nước ngoài từ hơn 40 thị trường quốc tế trọng điểm, 50 người mua outbound Việt Nam và trên 30.000 lượt khách tham quan, với mức tăng trưởng quy mô lên đến 20% so với năm 2017. Nét mới của Hội chợ du lịch quốc tế năm nay là sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ khai mạc, gala dinner, tinh hoa ẩm thực Việt, hội thảo giới thiệu những điểm đến hấp dẫn tại Việt Nam, giải thưởng du lịch ITE 2018, hội nghị thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc cùng nhiều hoạt động thú vị như chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng có giá trị, các tour du lịch xuyên Việt giảm giá, chương trình giao lưu văn nghệ, chương trình bốc thăm trúng vé giá rẻ, chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không,